Tín hiệu tích cực từ nền kinh tế toàn cầu thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Trong đó, xuất khẩu mặt hàng gỗ của Việt Nam dự báo tiếp tục tăng trưởng khả quan nửa cuối năm 2024. Hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2024, đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 23% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023. Tiếp đến là Trung Quốc, đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 49%. Bộ Công Thương cho biết, theo chu kỳ hàng năm, xu hướng tăng nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, đặc biệt là các nhóm hàng đồ nội thất bằng gỗ tại các thị trường lớn thường tăng mạnh vào 3 tháng cuối năm. Với những nút thắt thị trường được khơi thông cùng với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, triển vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ dự báo tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số, góp phần thực hiện mục tiêu đạt 15 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024.